Thảo Nhi Lê lộ quan hệ bất ngờ với tân hoa hậu Jasmine Sabret như sự thật về Miss International 2022 được phơi bày. Mới đây, Thảo Nhi Lê đã đăng tải một bộ ảnh sang xịn mịn dưới nền tuyết trắng tại Đức. Giới hâm mộ sắc đẹp nhanh chóng nhận ra tân hoa hậu Jasmine Sabret Miss International 2022 đã tương tác trên bài đăng của người đẹp. Được biết, Jasmine Sabret đã quen với Thảo Nhi Lê từ trước khi đăng quang Miss International. Hai người giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thảo Nhi Lê đã chủ động bình luận khen ngợi nhan sắc của Jasmine Sabret và tân hoa hậu nhanh chóng bày tỏ mong muốn gặp Thảo Nhi tại Đức trong thời gian tới. Không phải ngẫu nhiên mà công chúng đặt cho Thảo Nhi Lê là Miss ngoại giao của giới sắc đẹp. Nguyên do là vì cô nàng có mối quan hệ rộng với những người nổi tiếng trong làng thời trang trong nước và trên thế giới. Cô bạn thân thường chia sẻ hình ảnh với Thảo Nhi Lê chính là Tiên Nguyễn, ái nữ của nhà Jonathan Hạnh Nguyễn. Thảo Nhi Lê còn được các tổ chức hoa hậu để mắt và theo dõi trên Instagram, trong đó có Miss Charm Việt Nam. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York, Thảo Nhi Lê chứng minh cương vị Miss ngoại giao qua một loạt ảnh sánh đôi với người nổi tiếng trong và ngoài nước. Cùng với gu thời trang biến hóa đa dạng, Thảo Nhi Lê chặt chém cả châu bùi khi chụp một khung hình. Ngoài ra, cô nàng cũng chia sẻ ảnh của mình với Doja Cat, Yoon Chan-young, ngôi sao phim Trường học sắc sống. Bên cạnh đó, Thảo Nhi Lê thường tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và có những mối quan hệ với các tên tuổi lớn trên thế giới blogger Xenia Adonis, người mẫu Caroline Dore. Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở hy vọng vào một ngày không xa thấy nàng á hậu xuất hiện trên đấu trường sắc đẹp thế giới. Về phần Jasmine Sabret, là tân hoa hậu người Đức vừa đăng quang đấu trường danh hiệu Miss International 2022, cô gây ấn tượng với trình độ học vấn của mình khi là cử nhân chuyên ngành lịch sử và triết học tại trường đại học Royal Bochum. Không chỉ vậy, cô còn sử dụng thành thạo tiếng Anh và có nhiều năm làm phiên dịch. Jasmine Sabret có tình yêu to lớn dành cho các cuộc thi sắc đẹp khi từng tham gia chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc. Cô từng đại diện cho Đức thi đấu tại Miss Globe năm 2021 và dừng chân tại top 15 cùng giải thưởng Miss Social Media. Sau đó, cô lại tiếp tục tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Đức 2022 và đã đi đến chung kết cùng 15 thí sinh khác. Tuy nhiên, người đẹp này lại không lọt vào top 5 chung cuộc. Mãi đến năm 2022, người đẹp sinh năm 1999 đã vượt qua rất nhiều thí sinh khác để chạm tay đến danh hiệu cao nhất của cuộc thi Miss International 2022. Việc làm phiên dịch đã giúp cho nàng tân hoa hậu có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều tổ chức chính trị, kinh doanh lớn. Cô cũng được du lịch đến khá nhiều quốc gia trên thế giới. Tháng 1 năm 2022, người đẹp sinh năm 1999 đã thành lập tổ chức với tên gọi Queen Rising Awareness nhằm mục đích tạo ra kết nối giữa người mẫu và hoa hậu để tham gia các chiến dịch đầy ý nghĩa như nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bình đẳng giới, môi trường. Jasmine chia sẻ rằng, mình mong muốn loại bỏ định kiến của công chúng về việc hoa hậu chỉ là bình hoa di động và không có tri thức. Cô còn dự định sẽ theo học tiến sĩ trong thời gian tới. Trong thời gian rảnh, Sabret thường đi du lịch và cưỡi ngựa. Nàng tân hoa hậu sở hữu làn da trắng mịn màng với thân hình cân đối cùng gương mặt với đường nét hoàn hảo. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nét đẹp của mình nhờ vào mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xám xinh như búp bê sống. Bên cạnh việc học và tham gia các cuộc thi, Jasmine còn xây dựng một quỹ riêng mang tên mình với mục đích hỗ trợ cho những người lớn tuổi vô gia cư. Dù chỉ mới đăng quang gần đây, nhưng người đẹp này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả nói chung và các fan sắc đẹp nói riêng. Về phần Phương Anh, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nàng hậu không thể góp mặt trong top 15 chung cuộc. Sau khoảng thời gian mà đại diện Việt Nam đã hy sinh cho màu cờ sắc áo của dân tộc, mục tiêu mang về sự tự hào cho quê nhà, nỗi thất vọng dành cho chính mình, nó còn to lớn và khó lòng vượt qua hơn. Những tưởng cô gái nhỏ Phương Anh sẽ gục ngã trên đất Nhật sau sự kiện ấy, nhưng không, cô ấy mạnh mẽ hơn chúng ta hình dung. Dù đôi mắt đượm buồn và trực trào khóc khi nhìn thấy người hâm mộ, bạn bè, gia đình an ủi hay động viên, nhưng người đẹp sinh năm 1998 vẫn giữ tâm thế thoải mái đón nhận một cách tích cực. Thật vậy, bất kỳ một sân chơi nào cũng có quy tắc riêng của nó. Những tiêu chí đánh giá của ban giám khảo thì mình không thể nào can thiệp được. Cứ nghĩ đơn giản Phương Anh không phù hợp với Hoa hậu quốc tế, rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho cô gái này trong tương lai. Mới đây, á hậu Phương Anh vừa chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh cô tự thưởng cho mình chuyến nghỉ ngơi tại Nhật Bản sau chuỗi ngày kiên trì chiến đấu mệt mỏi. Có thể thấy trong biểu cảm của nàng hậu, cô đã buông bỏ hết âu lo và muộn phiền của ngày trước, thần sắc tươi tắn và rạng rỡ hơn rất nhiều.